OK chào mọi người. Thì uh, hôm nay uh, uh, có khách hàng hỏi đặt cái hát s 1 và nhờ chép nhạc và ổ cứng người. Thì uh, uh, cái con hát s 1 này nó có hai cái cách để chép. Một đó là mọi người chép trên cái đầu hát s 1 thì phải dùng một cái đầu CD để chép qua cái ngõ Quang Optical như người. Và một cách thứ hai là mọi người sẽ tải cái app hát Music Center này trên cái laptop Nó là đây nè thì tải trên cái trang chủ Sony thôi mọi người bấm Google đã ra thì sau khi tải về mọi người thì mọi người sẽ uh, mở cái 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 explore explore hát này nè đó thì nó sẽ lên một cái này mọi người đây nó ra cái hát này nó nó chép bằng cái mạng network như mọi người nên mọi người phải cắm dây len vào cái cái con hát nha và kết nối mạng cho nó nha và hoặc là kết nối wifi cũng được miễn sao là có network chung cái với cái 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 mạng với lại cái laptop là được đó thì mình chọn cái nó sẽ hiện lên cái hát s 1 và bắt đầu mình sẽ copy nhạc vô mình cũng kéo thả hoặc là mình copy bass từ cái cái file nhạc từ laptop mình đó thì ở đây thì mình bắt đầu mình đang chép nè mọi thấy không ở mình chép năm 400 bốn ghi vào trước thì nó tầm 11.271 bài hát nè đó từ cái ổ cứng của mình là ổ cứng nhạc việt nè vào cái cái hát internal là ổ cứng 500 trăm g của nó nè đây mọi người nè gọi là không đó thì bắt đầu bắt đầu nó vô này bắt đầu nó sẽ vô từ từ nó sẽ vô thôi crack gì đó thì nó bắt đầu nó sẽ sẽ hiện cái 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 nhạc lên đây mọi người nhạc lên đây đó thì uh, mọi người sẽ chờ nha mình sẽ chờ 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 đây nè chờ cái ổ của nó đây là ổ nó hiện tại nó bắt đầu nó sẽ chạy khi mà nó chép đầy thì nó sẽ hiện ngẹt lên trên đây nha mọi người. Rồi ok. Đó là cách mình hướng dẫn sơ qua mọi người, mọi người cứ lên trang chủ nó tải về rồi cài đặt rồi chép thôi thôi cũng đơn giản, cái này sáng này có khách hỏi thì mình mới mày mò thì mình mới mới biết thôi, chứ nào giờ mình cũng ít làm nữa. Thì nếu mà ai có thắc mắc gì mà không làm được thì có thể nhắn mình mình chỉ chỉ riêng nha, chỉ riêng cho nó tiện. Mà nói chung cũng đơn giản rồi, mọi người chỉ cứ tải về rồi mọi người Uh, chép bằng cách copy paste thôi khi mà nó cùng mạng thì mọi người cứ nhấn là nó lên nè nhấn là lên và nó bắt đầu nó sẽ sẽ đồng bộ qua mọi người nó sẽ đồng bộ qua từ từ thôi nó đồng bộ theo kiểu là uh, chép qua thôi đó nè mình đang chép cái audio yeah. space rồi cảm ơn mọi người